tất cả các bạn chị quay lại với Nắng Cho Tây Nguyên TV nha. Lại là nông dân Tây Nguyên đây các bạn chị ơi. Thì hôm nay tạm gác với việc làm vườn, thì em lại tiếp tục có mặt tại ở đây là bệnh viện vùng Tây Nguyên các bạn chị. Hôm nay thì đi khám phá một vòng xung quanh bệnh viện vùng Tây Nguyên cho các bạn chị cùng quan sát kỹ hơn nhá. Đợt trước thì cũng có một lần đi vào bệnh viện này và cũng đã chia sẻ rồi các bạn chị rồi, nhưng mà mới chia sẻ lướt qua thôi. Hôm nay thì mời các bạn chị cùng đồng hành và cùng khám phá ở cái khu vực bệnh viện vùng Tây Nguyên này như thế nào nhá. Trước mắt các bạn chị thì đây đang xây dựng một cái khu bệnh viện. Bên này là nghe nói là bệnh viện ung bướu, chuyên ung bướu của vùng Tây Nguyên này, mà không biết có phải không. Đấy, trước mắt các bạn chị là cái gần cầu rất cao luôn. Đấy, em đang thắc mắc không biết sao người ta đưa được cái cần cầu đó lên trên túc trên đó các bạn chị. Đấy, đây mà bệnh viện ung bướu thì sau này là khu vực đặc vùng Tây Nguyên này sẽ có một bệnh viện chuyên về ung bướu nhé. Thì những cái ca mà có thể nhẹ thì hoặc là có can thiệp nhẹ thì có thể ở vùng Tây Nguyên thì xử lý được, còn những ca mà nặng thì vô trong Sài Gòn. Đấy, bây giờ đi thẳng xuống dưới này xong rồi đi vòng sang bên kia rồi đi ra mặt trước nhé, và chỉ cùng quan sát kỹ hơn. Đấy, ở đó là có một cái luồng đi giữa này, hành lang đi, nếu mưa rồi đi trong đó, và đi trong đó thì cực mát luôn, nhất là chỗ phòng phòng cấp cứu với phòng đăng ký phòng khám bệnh đó, thì nó trong nó có điều hòa mát cực kỳ luôn các anh chị. Hãy đứng từ góc này các anh chị cùng quan sát này. Đây, đây. Ở trên người ta đang tháo dỡ cái dàn giáo cốt pha rầm 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 ở trên đó các anh chị. Đấy, bây giờ thì sẽ đi một vòng quanh nhé. Toàn là ô tô đậu không? Trên kia trời đóng mưa rồi các chị. Mây đen kéo xì này. Đây là những quầy tạp hóa và căng tin ở trong bệnh viện. Ở phía ngoài cổng trước thì có ta bán đồ ăn rồi các bạn chị. Cơm nước, bún phở rồi là phía đường trước kia cũng có và trong khuôn viên này cũng có nhé. Tiếp tục di chuyển trong thế giới này. Dưới này có khu căng tin phát cơm cháo miễn phí, làm từ thiện để phát cháo miễn phí ở đây ở tại căng tin này chị. Trong là căng tin. Trên tàu bay bay. Này không có cái lọc âm thanh các bạn chị, gió ngoài hôm nay ở cái chỗ này nó thuộc một cái điện đồi nên là gió nó cũng mạnh, trong đó có khi là gió vù vù trong đó ảnh hưởng cái âm thanh nghe khó chịu. Vừa rồi cũng có một số các bác anh chị bình luận là khu nhà ở khu từng tầng của cái bệnh viện vùng này thì chủ thì nhà thì cao hơn nhà trước, nhà sau cao hơn nhà trước gì đó, thì đây do cái khuôn viên của bệnh viện đất chiềng nha các chị, xuôi dốc ở dưới này các chị nhìn này, bên phía xa xa bên kia toàn những khu vực
rẫy vườn của người dân không. Thì đất nó chiềng nên là người ta phải làm theo kiểu tận bậc hàm hạ cấp một, cấp trên cấp dưới để xe nhân viên. Viện thì có một số xe điện nhé, xe điện để di chuyển bệnh nhân và những ca nặng, họ di chuyển trên xe điện thì rất nhanh. Trong khuôn viên của bệnh viện vùng Tây Nguyên thì rất cực kỳ rộng. Phía bên này là những nhà đó, bên kia là những nhà những để đi khám phá. Trong khuôn viên này thì cực kỳ là rộng. Chỉ cũng quan sát tới cái nhà tầng D này, tầng này là tầng cuối cùng của khuôn viên bệnh viện nhé. Hình như là đây là những cái khu ung bướu rồi là đang hiện tại đang ở nằm những cái khu dãy nhà này. Sau này sẽ chuyển sang cái khu nhà đang xây dựng bên góc kia. Đây ít người đi lại này, cỏ nó mọc đấy. Này thì sẽ dẫn cô bác anh chị đi một vòng quanh luôn nhá. Quanh bên đó đang còn những lô cao su hay là cây cối gì nó làm rung tùm bên đó các bác chị. Đây là khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, đây là khoa lây nhiễm khuẩn khu của nguy hiểm. Lái xe chú ý. Đấy, các bác chị những cái tường rào này, chỗ này là chỗ cái nhà giữ xe mà từ cái chỗ vạch đó chạy xuống đây là cao hút luôn. Người ta làm sao những lỗ để thoát nước. Đây cái vức tường này xây. Đấy, đứng đây nhìn cảm giác mấy cái chỗ kia giống kiểu muốn phần ra tường ra các bác chị. Nên đi bên phía đó nó cũng nguy hiểm đấy. Đây, người ta để cái bảng là cái bức tường cao nguy hiểm, nhiều khi là, không, nhưng mà chỗ này. Thì nó có hơi phần đa nhé. Chỗ này là chỗ giặt quần áo, giặt ga, nệm, ga đồ thứ của khuôn viên bệnh viện nhé. Đây thì làm cái hình nhà trên chóp này giống kiểu như nhà thờ hay là nhà. Đây là nhà xác này. Thì mới có cơ hội đi xuống đây để mà khám phá thử coi cái đây cũng tưởng những cái bức tường quá chị nhìn theo cao ngút lên ôm vòng luôn đó, từng từ góc này nhìn bao quát hết cả một bên bên kia nhé. Chó chắc nó là sẽ rầm rộn đây. Nhà đại thể là nhà gì quá chị. Đấy, bên đó còn khu cây nhà đại thể, bên này đang còn có một lối đi nữa nhá, lối đi bên ngoài. Đại thể là nhà, bây giờ mới nghe cái từ nhà đại thể thì chia sẻ với chị là người ta đang còn đây này. Tôi phải lên ngoài. Đây, đi lên đường đạn được này, trên nó thì có cái cổng nhá. Dưới này vắng vắng, nhìn thấy nó lạnh lạnh. Rồi tiếp tục đi thẳng lên cái con đường này là lên chỗ cấp phòng cấp cứu anh chị. Đấy, hôm nay mới có cơ hội dẫn tất cả các bác anh chị cùng trải nghiệm trong cái khuôn viên của bệnh viện vùng Tây Nguyên.
cứ mỗi chỗ là đều có cột phòng cháy chữa cháy hết nhá, để lấy nước hết. Đấy, các bạn chỉ cùng quan sát góc này, thấy chưa? Một vùng Tây Nguyên gồm có, em coi đếm quên rồi, 1 chạy này, 2 này, 3 này, 4, 5 chạy, 5 chạy tầng nhá. Một dãy như thế hình như là 6 hay 7 tầng, 6, 7 tầng nhà. Đây là chỗ khuôn viên bỏ đồ, đây trong khuôn viên bỏ đồ của bệnh viện đó chị. Tủ, giường. Đây là chỗ này cái gì đây mà cấm đổ xe này. Để mở cửa đi cái gì trong, bỏ trong này ra này. Thì mỗi cái dãy tầng là sẽ có một cái lối đi lên nhé. Có nhiều chỗ thì họ mở cửa để đi lên cái này và họ vẫn mở này. Đó, cứ một mỗi nhà là có một cái bậc thang đi lên này, đi tắt lên trên tầng đó. Chỗ này là chỗ chỉ có cái lò ống khói lên này. Chỗ lọc nước của bệnh viện, lọc nước thải của bệnh viện ra các bác chị. Đấy, máy chạy hoạt động cho nó. Chỗ này là sản xuất oxy hay là cung cấp oxy này. Đây, có những bình oxy lớn này. Đấy, bên này lại tiếp tục một lối đi lên tiếp này. Nhà C. Đấy. Đó, những bình oxy lớn. Đấy, tiếp tục lại lối lên. Khuôn viên của tầng 2. À, tòa nhà thứ 2 ở tính từ dưới lên. Chân xa. Nguy hiểm. À, giống như em nghĩ là những cái đó là những chỗ cung cấp oxy cho bệnh viện này. Này, CO2 này. Và oxy và CO2 trung tâm. Khí nén và hút chân không. Đấy, chỗ chung cung cấp khí cho bệnh viện. Đấy, các bạn chỉ cùng quan sát lại một lần nữa ở tại từ dưới đó lên đây. Bên kia là một quả đồi, vẫn có nhà dân lác đác ở bên đó nha các bạn chị. Còn có nhiều chỗ thì là toàn làm rẫy. Vườn rẫy của người ta. Đây là tòa nhà, đường lên tòa nhà thứ ba này. Đây bên này càng lên trên thì cái chỗ lên thì càng thấp hơn nhá. Còn dưới kia thì càng lên, càng dưới xa thì càng lên cao. Đó, lên đây thì bắt đầu càng thấp hơn nữa. Đây là chỗ khuôn viên để xe cứu thương của bệnh viện. Xe cấp cứu đấy. Đội xe cấp cứu. Đấy, trong đó có những chiếc xe điện các bạn chị này. Có những chiếc xe điện chở bệnh nhân. Đó, góc trên này thì góc để xe nhé. Lúc đấy anh đi vào để xe bên đó, để xe máy. B này. Nhà này là tòa nhà thứ tư, những từ dưới lên trên. Đó. Nhà B. Đây. Trước mắt các anh chị đó là ba cấp cứu nhé. À, những ca nặng, những ca mà cấp cứu là sẽ đi vào từ cái chỗ đó. Thank you.
Đây là khuôn viên bọt xe máy này, từ đâu đây chạy tút ra phía ngoài kia, có chỗ lối đi vào nhé. Còn khuôn viên ở bên trong này thì là bãi đậu xe ô tô. Đấy, hôm nay thì chia sẻ bao quát thế thì quan chị cũng nắm được cái khuôn viên của bệnh viện vùng Tây Nguyên nhé. Nhà khu A này quá chị, qua là cái nhà khuôn viên của phòng cấp cứu. Này phía ngoài này toàn xe ô tô đậu, đấy chỗ lối rửa xe là đã tút ngoài này nữa quá chị. Trước mặt của anh chị đó là một tuyến đường, bên kia là một dãy chỗ tập trung là quán ăn, quán thuốc tây và tạp hóa. Đó là cổng nha mấy con chị, cổng chính. Chỗ này đang còn có cái chỗ khuôn viên để mọi người vô trong ngồi nghỉ mát trong đó các anh chị. Đây, các anh chị cùng quan sát lại cái khu mặt tiền của bệnh viện vùng Tây Nguyên. Đứng từ bên góc bên này nhìn sang thì nó sẽ bao quát hơn. Đấy, em đứng xa xa cho các chị cùng quan sát cái khuôn viên của phía ngoài nhé. Trước thì cũng đã chia sẻ một tập phim rồi nhưng cũng định không quay đâu, nhưng mà sẵn đi lên đây bây giờ là chia sẻ kỳ lại cho các bác chị, tại vì cũng có một số nhiều các anh chị bình luận là bệnh viện vùng Tây Nguyên đẹp thế rồi, bệnh viện lớn thế rồi, bệnh viện thế này thế kia, nên là em cũng sẽ chia sẻ kỹ hơn. Này từ góc này các anh chị quan sát là cái bao quát hết cái bệnh viện vùng này. Đấy, khu nhà tầng đó. Nghỉ mát có cả cái hàng hoa bông hoa giấy trên đẹp chưa, nước muốn lác đác đôi hạt mưa rồi. Hoa viên không đi nữa này. Chắc đổ hạt mưa rồi, trời thì vẫn đang nắng nhưng mà lại đổ cơn mưa. Đấy, khi bước vào thì bước vào cổng chính, còn khi ô tô hoặc là đồ đi ra là ra cổng ngoài kia. Cổng ngoài đó là cổng thu vé. Các anh chị cùng quan sát cái khuôn viên này, hoa viên. Chiều đến thì có những hàng ghế đá này, ra đây ngồi cực là mát luôn. Đây vòi phun nước, nhưng mà bây giờ thì cũng bình thường họ không bơm nước nhé. Có một cái bơm mini nằm trong này. Đó, bơm nhỏ nhỏ đó để phun. Đây, quan sát ra cổng chính. Dàn hoa giấy đẹp chưa? Bên này là còn một lối hoa giấy nữa, cực kỳ đẹp luôn. Lúc đấy em bắt đầu đi từ cái khuôn viên bên đó các chị, nhưng mà đứng tút dưới kia. Bây giờ sang góc này các anh chị cũng quan sát kỹ hơn cái phần phía bên dãy bên này, và
nhìn trực diện vào phòng khám của bệnh viện vùng Tây Nguyên nhé. Đấy, đứng ở phía cái gốc cần cầu đó, từ nửa chừng của thằng bạt phủ chân xanh nó đi xuống. Bây giờ thì mình đứng ở góc rồi nhìn từ phía ngoài cổng nhìn vào. Cái đây là mới dàn cây xanh, là bây giờ bắt đầu mới phát triển này, hồi mới thành lập lên là chưa có cây cối gì, vô đây cực kỳ nắng luôn. Đấy, anh chị cũng quan sát. Bao quát một vòng. Đấy, bây giờ thì sẽ đi vào cái khoa khám bệnh bên cạnh chủ khoa cấp cứu nha. Nắng quá, trời ngoài thì nắng mà lại rất đắt mà mưa. Chiều nay chắc sẽ có mưa quá chị. Đấy, bây giờ là bên cạnh đây có nhà thuốc này. Thuốc. Đi vào trong này là cực mát không chị. Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đây là nơi đăng ký khám bệnh của chị. Ở trong này nó cực kỳ mát. Bên góc là khoa cấp cứu đi ra nha các chị. Xin phép kết thúc video này các anh chị. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị ở các tập tiếp theo nhé. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nắng gió Tây Nguyên TV xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công.